Trước khi vào video thì nếu mà mọi người thích những cái content của tụi mình, mọi người có thể like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình thêm ha. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Đó, chúng ta khởi động bằng rất nhiều đồ tốt này. Khoan nè. Wow. Well. Well là cái giòi đúng không anh? Ê! Ê! Chè nào sai? Bỏ ly vong ra! Ê! Ủa? Ê sao? Nhưng mà cái chấn... Liệu hôm nay chỉ kéo dài... Liệu tập 3 với cái dài 1 ngày hay sao? Cái quan trọng là em có cái nón sát thương bạo ngon hơn rồi. Nhưng mà con môi chè cầm chấn nó đang cần cái ly thịt sát thương tỷ lệ bạo hơn là sát thương bạo mới mệt tệ. Ai biết được chắc 17.5% tỷ lệ thì sao? Cái đó thì để coi đã. Ý giờ nó cứ sao sao á đúng không? Nay nó hơi lạ lạ ta. Cái này cũng được, thật ra là cũng được này, giữ nhưng không nâng này. Tại vì nó là tinh thông dòng chính cho cái set tinh thông này. Cái này thì bỏ nha. Ok. Xem xét được. Ok, cái cuối không có gì. Bây giờ nhá, anh sẽ nói trước á, là thái độ của chúng ta phải cực kỳ bình tĩnh. Không bi quan, không lạc quan. Cứ như những ngày bình thường, đúng không? Đúng không? Tâm lý phải vững, đúng không? Tâm lý vững vàng em lên cái phòng ngự này. Ừ. Hả? À? Mình cứ tiếp tục. Ủa khoan cái này đồng ngự hả? Thì đó. Thì đó. What the hell? What the hell? À. 40 chẳng kìa. Từ từ mình coi cái các đồng hồ phòng ngự khác ngoài cái này không. Mình nhớ cũng có 2-3 cái mà cái này nó khỏe, nó lỗi quá. Mà có cái này nè mà bữa nó không. Chạy đi chạy. Cái này cũng không bằng luôn. Hai cái này thì bỏ được hai cái này. Ngang nhau thôi. Cái này thì bỏ được cái này đi. Cái này thì được, giữ được tạm. Thì bỏ được hai cái. Wow. Tập đầu tiên good. Phải chi môi chè skill phòng ngự hơn. Làm cho mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ cầu trời đi cho nó là chúng ta có một nhân vật phòng ngự phong đi. À, cái ly nè. Ly min vãi liền. Ly tấn công này thật ra là nếu mà offset cho kha khá nhân vật xài được ấy chứ nhỉ. Ừ nhưng mà nó min chết bà luôn này. Ồ. Oh. Ôi. Hả? Thật à? Thật à? Hình như nó hơi low roll không ta? 15.9. 15 là 30. Từ từ. Tiếp rồi đi. À. À. 46 cũng không tệ ha. 30 37 37 37. 37. Dạ có 3 cái ly. Ô nhưng mà high roll ở tấn công là ngon lắm này. 16 tấn công này. Ok thì giờ chúng ta còn một món của ngày hôm nay. Ngày đầu đó là cái nón. Ngày đầu này hơi lạ. Ê nãy mà nó ra vô cái nón này thì ui giời. Ừ thì nó mạnh. Ê. Thật ra là tiếp được kìa, thật ra tiếp được. 14 không? Không. Không. Bỏ à. Nè mọi người reference cái hiện tại chúng ta cần vượt qua nếu mà nón sát thương bạo nha. Em mình quên bấm mở mà. Mình quên bấm quay mà cái gì đây? Ủa? Mình quên bấm quay á nhưng mà rồi cái đó cái gì vậy? Cái này nó không đủ tốt à. Ok.
hoa mình nó quá tốt rồi cho nên là cái đó không đủ tốt nên bỏ qua. Nhưng mà mình lỡ mình quên bấm 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 rồi bấm 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 quay lần thôi cái nó ra cái gì đấy ha. Ok, hôm nay hết kỳ lạ mà mình. Mọi khi nó kỳ lạ quá, hôm nay hết kỳ lạ thì cũng đỡ, cũng đỡ, cũng đỡ. Mà chúng ta có một cái tấn công nó xàm xàm ấy, nâng nâng cho vui ha mọi người. Cái đây nó xàm quá, chúng ta nâng cho vui đi. À, 40 CV thì hài lắm này. Go luôn, go. Ok, nó lệch. À, lần đầu tiên mình mong cái đồ đó một, một trong những lần duy nhất mà mình mong đồ đó một crit nó lệch ấy. Đúng dòng chính. Ồ, ê mọi người, tỷ lệ sát thương nữa kìa. Khoan đã, khoan đã. Có cơ hội, có cơ hội. Không, 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 không. Hai dòng phụ còn lại nó tệ quá, không không, không hợp cho môi trường. Ú, ba đồ này. À, không đủ tốt. Không. Không. Nó thường ba đồ là không có gì ha mọi người. Cái này cũng quen rồi, không sao, không sao. Cái này giữ được ha, nhưng mà mình sẽ không nâng. Để dành cho mấy nhân vật sau có xài tinh thông của set này ấy. Cái này cũng chịu chịu chịu. Thì khi nó 4 dòng mà tỷ lệ bạo, sát thương bạo, tấn công phần trăm với lại hiệu quả nạp sẵn á, thì mình mới nâng. Chứ giờ, cái hoa mình nó đang gần như hoàn hảo với môi chè rồi ha. Hai dòng phụ còn lại hơi tệ, nhưng mà hy vọng cái dòng chính nó vô được hai lần là được. À không, mình nhớ hôm bữa là hôm nữa mình nhớ rõ ràng là mình gọi là nâng từ từ ấy. Ừ, mình nhớ mình nâng từ từ ấy, cho nên chắc hôm nay all in đi. Trước khi mà nâng cái này ấy, thì mọi người thích những cái content kiểu này thì mọi người hãy like và subscribe cho kênh bọn mình, để bọn mình có làm thêm động lực để bọn mình làm những video như thế này ha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. 3 2 1 Rage. Woo! Yeah baby, that's what I've been waiting for, that's what it's all about. Woo! 21 tỷ sát tự bạo không? Có 21 sát tự bạo không? Oh! Ê! 25 rồi, ai da, nice. Đấy thật sự nâng cấp kìa mọi người nhìn cái trước kìa, môi trường đang cầm này. Nó có 8,2% tấn công ha. Nhưng mà cái tiếp theo chúng ta hơn hẳn một roll sát thương bạo. Thì à, tấn công chúng ta có thể búp được nhưng mà sát thương bạo thì rất khó á. Cái này vẫn giữ này, nhưng mà chúng ta sẽ thay qua cái này này. Bây giờ con môi chè của mình nó là 87,194. Đẹp hơn ha, hồi nãy 87,187 á. Mình nhớ vậy. Đó, lên 194 rồi này, ngon. Bây giờ làm sao mà mấy cái món còn lại nó có nhiều tỷ lệ bạo hơn, cái lên 90 á là ngon luôn á. Mình sẽ gửi cái thứ hạng của môi chè sau cái đồ này để mọi người coi thử ha. May là một ngày thành công. Ba món tinh thông 23 phòng ngự, phòng ngự đánh ra cái này. Cái gì đây? Ủa tôi em tính nói về cái nón, tại vì hôm qua anh không có thể ở trong video thì cái nón có đồ nâng cấp rồi á, cho nên là không cần cái nón lắm nữa mà. Gì đấy trời? Thì đó, giờ nó ra cái đó đó. Hay này. Không, bỏ qua, không. Hôm nay chúng ta có một món mà cái món nó không phải cho môi trệ. Đây cái thứ nguyền rủa này. Không phần trăm luôn á. Ghê chưa, ghê chưa. Vâng, ghê luôn, luôn. Bỏ tấn công luôn, bỏ luôn. Và lát luôn này. Qua ngày mai The next day. Không à.
Quan tâm đến lòng nha. Cái đồng hồ tinh thông nguyên tố. Hoa thì mình không cần lắm. Ừ, không đủ tốt nữa, tao bỏ qua đi. Mấy mọi người mà chưa có đồ cho môi chè thì khuyến khích mọi người nâng cái này lên 4 để coi thử nó có vô tỷ lệ bạo hay không, hoặc là nhiều, hoặc là lên thẳng 20 luôn để coi nó có vô sát thương bạo với tấn công nhiều hay không á. Nhưng mà giờ mình mạnh, có môi chè mình mạnh quá rồi á, cho nên là với lại cái này nó cái hoa nghe 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 rồi. Nó nói chưa, chè của mình mạnh quá rồi kìa, thấy không, nghe nó flash chưa. Vấn đề là farm quá lâu rồi, tốn tới tận hơn mười mấy ngàn, 20 ngàn nhựa cho con môi chè rồi, nên là cái hoa này mình có cái mạnh hơn rồi á, mình sẽ không nâng cái này ha. Rồi vậy luôn, không đúng xét luôn mọi người. Ở gì đây? Wow, amazing. Này thiếu được dòng, nè này thiếu được dòng nè không, này thiếu dòng mày không, à thiếu sát thương bạo hả? Không không. Oh thảo này. Ngôn ngữ này. Oh rồi, hai dòng còn đỉnh cao này. Chỗ đỉnh cao đầy người chỗ này nè. Đó mà tự nhiên 15% thì mình cũng đi đầu xuống đất thiệt ha. Ok, nó lệch gần hết rồi. Đỡ. Mình lên 10 được không? Lên 10 không? Lên 10 chi? À không, lên 10 à? Ai cầm cái đấy? Ai cầm, à, ai cầm à? Ai cầm à? Ai cầm cái đấy? Mình biết gì đâu, phải không? Thì hình như em nhớ em có cái con hơn rồi. Tại hoa. Như đã nói mình không cần hoa. Và cái này cũng không tốt luôn đó chứ. Nó không đúng set. Ok. Wow. Ồ okay. À, đúng rồi này. Và đúng dòng chính dòng phụ không thì không biết nha. À, như dự tính. Khó nè. Giờ mình không cần lắm, của mình có cái mạnh hơn rồi. Và nó cũng HP luôn cho nên là bỏ ai đi. Lại một cái mũ. Bởi gì đây? Cái này quen lắm rồi đó mọi người, mình quen rồi, mình cũng mình chỉ cười cho. One more time. Được này thì được. Tấn công dòng 9, tấn 4 nó vô creep với 2 nè. Creep không? Không, như tấn công. Creep vô lòng luôn mà. Không, cái này giữ được ha. Cái này giữ. À, sử dụng được làm food cho nhân vật mới đúng không? Cái này bỏ gọi là bỏ vô cho nhân vật mới cầm. Ừ, làm food đấy. Nhân vật tinh thông mới đấy chứ. Là food đấy. Food cái gì? Rồi giờ tới cái abomination này. À, đều sẽ là một cú nổ. Nổ luôn cái ạc của Hạo không? Này thì nó 53 đi. Giờ nó 53 là hài lắm đấy. Chắc không đâu, mình không có hình tới mức đó. Đúng rồi. 50 thôi được rồi. I mean it's alright, like... Hello. Ủa từ từ, cái con số 16.3 đó là sao vậy? Thì đó nó hai lần Loro tí chứ. Nó bà mấy á. Wow à. Nếu như mọi người thì mọi người có thể giữ nếu mà chào ai thầm nhưng... Cái reference... Nó một tầng okay. Đó, cái này là một này. Cái này là 2 này. Cũng phòng ngự. 4 dòng y chang đó. Nhà mọi người nhìn đi, 4 dòng y chang á. Đó. Đó cho nên bỏ này ha, bỏ này ha, bỏ này ha. Bỏ đi. Mọi người. Gì đây? Ghê. Đây là cái gì đây? Ghê luôn. Làm luôn, để cho môi chè chơi luôn, thấy không? Môi chè chơi phản ứng hệ thảo hả nghe? Đúng rồi. Ờ. Phản ứng hệ thảo. Cho con hệ. Long. Ê, anh mém nữa, anh nhìn cái dòng thứ hai, dòng cuối của cái ly á là thương bạo luôn á. Ê, em cũng mém nhìn ra gì mà. Hai cái nón nữa. Tăng trị. Ồ, tăng trị liệu này. Bạo, ok. Bỏ qua. Long và ly. Long và ly. Tấn công. Ngày bình thường. Một ngày bình thường của farm việc farm môi chè đó chính là đồ môi chè không ra gì hết và
cái set còn lại không thì đâu còn lại đúng không? Là hai lần bỏ. Ủa là all in chưa? Bỏ bỏ. À. À. Wow. Cũng, next cũng được cũng được cũng được. Không có gì luôn á chứ. Hay à, hay nó cho mình một cái mũ khá mạnh xong cái nó trả giá lại bằng việc mình không có gì tiếp theo đó nữa. Nghe trao đổi cũng công bằng nha. Hoa, hoa không cần. Qua đi, không mạnh nữa. À mà mình lỡ tắt camera. Đây đây mình đây, biến lại biến hình lại nè đó. À, hôm nay không có gì nha mọi người. Hoa, hoa không cần. Ok, coi như lần này bỏ mất nhựa nè. Ok, lần này không có gì. Hai cái ly. Tăng sát thương nguyên tố hỏa với hai phòng ngự. Tăng sát thương nguyên tố lôi cũng với hai phòng ngự. Typical hạo lất, hạo lất. Đúng, cái này đúng được dòng chính rồi mà cái dòng phụ nó đúng đi, tôi còn nâng chứ. Phải có content chứ. Giờ không có content luôn rồi. Cách quăng 200 nhựa xuống sông. À không, lộn. Cách chuyển 200 nhựa thành rác. Thánh di vật không, thành phút thánh di vật. Cô đã nấu 200 nhựa thành đồ ăn như thế nào? Cái phòng ngự gì đây? What is this? Wow. Lo chuyển lên xem đồ bốn sao chích nhẹ nhẹ cái thấy cái này cũng ảo ấy chứ. Không đúng set luôn kìa. À, và lần cuối cùng của ngày nó không cho đúng set luôn mọi người. Cũng hay á. Ừ. Và hôm nay không có gì để nâng luôn á chứ. Và đâu hôm nay là ngày cuối cùng của video. Next. Next gì nữa, next video luôn à. Hôm nay ngày 10, ngày cuối cùng. Thì nào video cho video tiếp theo trên phần. Tổng kết lại thì con môi chè được cái mũ 25.6% tỷ lệ sát thương bạo này, mặc dù ba cái dòng còn lại nó tệ điên tệ khùng ha, mà cơ bản là nó lên hạng một xíu và nó cân bằng được cái chỉ số tốt hơn. Yeah. Còn tất nguyên cái video là trừ cái mũ ra chúng ta không có cái gì luôn á chứ. Vậy là nhưng mà cũng là một mũ trên 2.000 nhựa cũng đỡ hơn cái video trước. 3.000 nhựa video trước không được gì để nâng cấp ấy. Thì được cái là video này có cái nâng cấp thì nó cũng đỡ đi ha. Nếu mà mọi người thích cái video như vậy nè thì mọi người hãy like, subscribe và ấn vào nút chuông ha, ủng hộ bọn mình làm thêm những cái video giống như vậy nữa ha. Nếu như mà mọi người có muốn giúp đỡ cái lớp một chút xíu thì chúng ta có những hội viên. Vâng. Nó không làm lớp của tụi mình cao hơn được bao nhiêu nhưng mà nó sẽ làm cho tụi mình có nhiều thời gian hơn để bào. Mọi người cũng có thể gọi là gì? Gửi ạp lại cho tụi mình trap thánh di vật. Nếu mà mọi người muốn tụi mình trap cũng được, mọi người sẽ được lên video ha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.